Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin á, mà buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng muốn lên là em chia sẻ cho quý vị thì cũng một số cái thông tin cũng liên quan tới vụ việc thì của cái đợt Lama. Thì cái thông tin đầu tiên á thì em cũng muốn chia sẻ với quý vị là liên quan cái cô Đinh Lan. Thì cái thông tin thứ hai thì em cũng muốn chia sẻ đến quý vị là liên quan tới là anh Thám Tử Cung. Đó thì cái thông tin đầu tiên thì em cũng muốn lên chia sẻ cho quý vị á là liên quan tới cô Đinh Thị Lan mình đi quý vị. Đó. Cô Đinh Lan đó thì nói chung thì quý vị cũng biết rồi. Thì không dài á thì cô ta á thì cũng có nộp đơn hoặc là kiện là những anh em YouTube như là anh Điện Võ hoặc là anh Chuyện Đời Thường hoặc là cô Rế Băng Đô gì đó quý vị. Đó, không ngại là cô ta kiện rất là nhiều. Đó thì hôm nay á thì quý vị cũng biết á là anh Điện Võ thì chính thức đã đưa đơn cái đơn kiện cô ta rồi đúng không quý vị? Đó, thì em cũng vừa nhận được một cái thông tin đó, là liên quan tới cô ta là đã được cơ quan chức năng thì chuẩn bị mời quý vị. Nói chung là cơ quan chức năng á, thì cũng đã chuẩn bị mời cô ta vào làm việc rồi. Thì là ngay chăng là như em hình như em nhớ là bữa thứ sáu này nè quý vị. Đó, thứ sáu này là cơ quan chức năng đó, người ta bắt đầu triệu tập cô đó lên làm việc về cái tội là tại sao đó là cô đi vu khống cho anh Điền Võ hoặc là vu khống cho anh Chuyện Đời Thường hoặc là cô Đái Băng Đô, nói là xúc phạm cô, hăm dọa cô hoặc là đòi giết đòi gì đó, thuê người đánh đập phá nhà phá cửa gì của cô đối với đó rất là nhiều. Nhưng cô gửi những cái lá đơn kiện đó lên thì cô ký kiện bằng cái miệng không à, đó cô không có bằng chứng thực tế hoặc là không có ai làm chứng đó, cô chỉ gửi những cái đơn kiện đơn phương thì đó thì cơ quan chức năng người ta cũng nhận cái đơn kiện của cô đó thì cũng mời những cái anh này lên làm việc đó. Nhưng điều tra được việc thì không có vấn đề gì, không có ai phá dạy cô hết đó, chuyện đó bình thường. Thì bởi vì công an chuyện làm của người ta nữa mà quý vị, đó người ta cứ mời tới mời lui như vậy đó, người ta mắc ăn công an chuyện làm đó. Thì bắt đầu thì anh Điền Võ thì cũng có làm những lá đơn thì khởi kiện lại cô ta, thì cơ quan chức năng này cũng chấp nhận những lá đơn của anh Điền Võ. Thì nói chung cái thông tin cũng rất là mừng, rất là vui. Thì quý vị khán giả cũng biết đó, hôm rày có rất là nhiều cái thông tin thì đòi kiện những anh em YouTube đó, hoặc là như cô Hành Vi Cô cũng vậy đó, quý vị thấy không, cũng đòi đi kiện với anh em YouTube đó, hoặc là thế nào đó. Đó nói chung là kiện rất là nhiều, gặp ai cũng đòi kiện hết trơn quý vị. Nó kiện cho đã cái miệng hay gì á, đúng không quý vị? Mà kiện kết cục có bị kiện đâu quý vị, thấy không? Lên kết cục như anh em YouTube có ai bị kiện gì đâu, kết cục là chỉ những cái bọn lương này thôi, chỉ là những cái bọn lương bị cơ quan chức năng mời. Tới thời điểm hiện nay á quý vị thấy không, chỉ có một mình anh Điền Võ là bị cơ quan chức năng mời thôi. Đó là mời cái việc cái vụ việc của cô Đinh Lan là thưa là nói chung á là nói là anh Điền Võ là mướn người thuê người rồi hành hung cô ta đó. Thực chất thì vụ việc đó thì cơ quan chức năng người ta cũng đang điều tra đó, đang xử lý, không biết có đúng hay không, không biết có đúng như lời cô nói hay không. Nhưng mà trước mắt thì mình thấy đó quý vị là cơ quan chức năng thì đã tiếp nhận lá đơn của anh Điền Võ là thứ sáu tuần này nè, là chính thức là sẽ mời cái cô Đinh Lan mình đi làm việc với cơ quan chức năng về cái tội mà vu khống như thế nào đó. Thì cái thông tin đó đầu tiên á là em cũng muốn là lên chia sẻ cho quý vị là liên quan với cô Đinh Lan thôi, em cũng không có muốn nhắc nhiều về cô Đinh Lan này đó. Thì cái thông tin thứ hai thì em cũng muốn lên chia sẻ cho quý vị á là liên quan về anh Thám Tử Cung mình đó. Thì quý vị biết đó, ở rài á là anh từ lúc cái đợt drama này nó xảy ra đúng không quý vị, là anh Thám Tử Cung á lên phân tích rất là nhiều điều đó, phân tích về cô Show Nguyễn Phương Hằng hoặc là phân tích về Đại Nam hoặc là phân tích về chú Quỳnh Vi Dũng, rồi bắt đầu là chuyển sang là bắt đầu không có vấn đề gì phải phân tích như vậy rồi giết rồi, sau này thì cũng chuyển sang là phân tích là nói về những anh em YouTuber là fan của bà Hằng hoặc là nói những anh em YouTuber chính nghĩa như thế này, là những anh em YouTube mà đi theo bà Hằng đó đó, là nói như tụi là mấy anh em là phản động phản gì đó, hoặc từ lúc mà cô CEO Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đó vậy đó, thì anh ta thì có tung những cái tin lên thì có rất là nhiều, thì kênh YouTube thì sẽ bị cơ quan chức năng mời và sẽ vào ủ tờ hoặc là dính 331 chung với cô CEO Nguyễn Phương Hằng đó. Thì thật chắc những cái tin đó thì anh ta là lấy những cái thông tin của anh em YouTube thì cũng đăng lên trên mạng xã hội, quý vị thấy không, anh ta lấy những cái thông tin là hiện tại anh em YouTube ở đâu hoặc là thông tin anh em YouTube là làm gì đó, thì anh ta cũng đăng lên mạng hoặc là đưa những cái thông tin cá nhân của anh em YouTube lên trên đó. Thì anh ta bắt đầu dở những cái chiêu trò đó là kêu những người đó là điện phá những anh em YouTube đó, điện cho anh em những anh em YouTube một ngày tới tối đó quý vị. Nói chung rất là bức xúc ở những thời điểm mà lúc trước quý vị thấy không, là anh ta lên là anh ta phán như một vị thần,
Quý vị thấy không, cơ quan chức năng á, người ta chỉ mới có bắt tạm giam là chỉ tạm giam cô show Nguyễn Phương Hằng thôi, mà anh ta lên là anh ta nói như đúng rồi, anh ta là phán những anh em YouTube là hết đường thoát, là phán như đúng rồi, quý vị, phán như anh ta còn hơn là nhân dân trong nghề nữa. Anh ta có thể là nhận định trước được là những anh em YouTube là sẽ bị tắt kiếm tiền hoặc là sẽ bị cơ quan chức năng mời để làm việc, biết khẳng định ngày đúng không quý vị, là trong vòng một tháng thôi là những anh YouTube sẽ bị là mời lên hết. Những kết quả quý vị thấy đó, tới thời điểm hiện nay thì những anh YouTube đó thì có ai bị mời chưa đó, có ai bị kêu gọi lên chưa đó, hoặc là ai bị thì chỉ có những ngọn lương lên bị thôi, chỉ có những ngọn lương không gài thì bị cơ quan chức năng thì mời lên thôi, còn những anh YouTube thì chưa đó, vẫn lên clip vẫn đi là giúp đỡ người nghèo. Thì quý vị cũng thấy đó, là những anh YouTube đó người ta cũng đi giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đó, trong cái thời điểm hiện nay đó quý vị. Đó, nhiều người á, thì còn không có gì, không có đồ ăn đủ nhà ở, anh em còn giúp đỡ, còn có thể là cắt nhà cho những cái người mà nghèo khổ đó đó. Cái bữa việc mà người ta làm đó rõ ràng anh cũng còn thấy rõ ràng, anh còn lên anh chế giễu anh chế giễu những anh em YouTube, rồi anh còn phân tích là nói sao mà đi giúp đỡ người nghèo chứ không để số tài khoản lên đó, nhằm cái mục đích anh tính là muốn nói là những anh em YouTube là chỉ muốn ăn chặn tiền hả. Người ta làm bằng cái tâm mà quý vị, người ta không có tiền thiệt nhưng mà người ta có ít lòng, thì có một ít thì người ta góp một ít hoặc là gạo mì bột ngọt muối gì đó, người ta cũng giúp đỡ cho những người nghèo được đỡ khúc nào thì hay khúc đó, đúng không quý vị? Còn anh ta anh ta biết cái gì, anh ta có đường đi giúp người ta như vậy không quý vị, có từng đời đi giúp người nghèo hoặc là người thì gì không, đi tới đâu giúp nói thì tới đó không, có đâu quý vị. Chỉ biết ở nhà thôi, rồi thấy anh em đi làm như vậy đó thì ghen ăn tức ở thì sao đó, cái lên là khịa với anh em hoặc là lên nói với anh em. Các vị thấy đó, những anh em mà bị đưa những cái thông tin lên trên mạng xã hội thì đâu có làm gì được anh ta đâu quý vị, tại vì những anh em thì cũng không có gần gì YouTube lắm đó. Còn mà những anh em mà có thể lấy những hình ảnh của anh ta hoặc là lấy những cái thông tin của anh ta mà đưa lên trên mạng xã hội quý vị, là anh ta là có thể là làm những cái điều mà đánh gậy anh em YouTube hoặc là tắt kiếm tiền của anh em YouTube. Quý vị biết đó, là anh ta có người chống lưng mà anh có một anh là bảy trắng bảy đen bảy màu gì đó quý vị, ở sao chống lưng cho anh ta đó, tại vì quý vị biết đó là cái anh chọc quá đó, anh chọc bảy màu bảy đó bảy chất gì đó quý vị, mình cũng chả hiểu nữa, cũng chả biết đó, thì chống lưng cho anh ta đó. Thì những anh em á thì mà đụng tới anh ta thì quý vị biết đó, thì đưa những cái thông tin đó mà liên quan tới anh ta thì có thể là bị đánh gậy nè, hoặc là bị tắt kiếm tiền, hoặc là bị YouTube làm những chuyện này chuyện nọ đó quý vị. Đó, thì nói chung thì anh em cũng hạn chế lắm quý vị. Đó, thì nói chung thì hôm nay thì em chỉ là lên cập nhật cho quý vị thì một số cái thông tin thì nó cũng liên quan tới những vụ việc, thì liên quan tới những cái bọn lương thôi quý vị. Đó, thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nghe quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em nó mất đề xuất rất là nhiều. Nên bây giờ em làm clip á, thì cũng rất là ít anh chị biết tới em. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh của em nó phát triển hơn quý vị, để em còn động lực thì em làm những cái video mà hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ thì em là cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào quý vị và chúc quý vị là một buổi sáng thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha quý vị. Em xin chào, bye bye quý vị. Em xin chào quý vị, bye.